Riot chào mừng cả tháng 4 với dòng skin mới cực thú vị. Riot vừa chính thức ra mắt dòng skin mới chào mừng cả tháng 4 năm nay. So với đại chiến chó mèo năm ngoái, lần này đội ngũ thiết kế cho thấy sự sáng tạo vượt bậc khi mang đến những hình ảnh vô cùng đặc sắc. Các tướng góp mặt trong dòng skin cả tháng 4 2024 gồm On, Cho'Gath, Rammus, Dark và Twitch đều có hình dạng quái vật nhưng vẫn cho thấy sự vui vẻ, hài hước. Với màu chủ đạo là vàng và xanh lá, các skin mới cho thấy sự sáng tạo khi tạo hình của mỗi skin không giống nhau. Từ con khủng long đồ chơi ngộ nghĩnh Cho'Gath cho tới trái sầu riêng Rammus đều khiến cộng đồng thích thú. Dòng skin cả tháng 4 2024 đã có mặt trên BB, dự kiến ra mắt chính thức trong bản 14.7.